Lôi xin chào cả anh em. Thì ngày hôm nay mình có thời gian rảnh nên là mình lôi cái vỏ nhựa nhám mình ra sơn cho anh em xem. Thì cái này ấy, thì khá nhiều bạn sơn là mang ra tiệm người ta sơn hay bị bong lắm. Thì hôm nay mình cũng hướng dẫn cho các bạn sơn. Thì cái này của mình khá là trời nhiều nên mình mang ra sơn cho nó mới lại để ăn Tết. Đó, khá là trời nhiều rồi. Giờ mình sẽ sử dụng giáp 600 nhá để đánh qua của nó, đánh qua bề mặt. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến sơn lót nhựa. Thì anh em phải cần đến cái này thì mới có thể giữ được lớp bề mặt sơn màu của chúng ta. Thì khi sơn sẽ lên thì sẽ không bị bong chóc cái lớp màu nữa. Thì nhiều anh em xem nhiều video ấy, thấy họ sơn lên nếu mà không sử dụng cái này, thường thì khi chúng ta chạm hoặc là chảy gì đó thì nó sẽ rất dễ bong sơn. Đó, anh em đổ vào thì không cần phải pha xăng hay cái gì đó, thì anh em cứ thế mà đổ vào bếp rồi phun lên nhờ nhám là được. Rồi thì tiếp theo mình sẽ sử dụng sơn toa. Sơn này là sơn đen mờ, thì anh em có thể xem cái mã số trên đó và anh em đi mua sơn. Cause I want, wanna freeze this moment, make it mine, hold you close.
Yeah.